cái chết cây này ơi, để kênh chat bảo em bịp sếp ơi. Ok anh nhận rồi nhá, không bịp không bịp. Để anh tập trung lên bùa. Cua đồ lớn này. Tốt game này lên thách đấu à? Rama khăn giấy ướt là Rama gì nữa? Còn lắm Rama thế. Bạch Phú à? Nghe Karim à? Dừa vàng tiếp chứ dễ chơi nhỉ? Sojin đi ha, cái bài gì cũng được. Ý là Sojin á, Sojin mình chơi được nhiều hướng, mình chơi được cả Rai, mình chơi được cả các ma, mình chơi được cả băng này. Nhiều hướng đi hơn. Thua thì thôi, thua chỉ sang đến thua. Đây được nhiều thứ hơn. Bắt đi. Nên bắt. Được cả pháo, chứ được cả rai, chứ được cả băng. Wow, Chita 2 được, gửi. Đứng đó. Có chị. Đúng băng ấy nhờ. Đúng băng phùng ấy nhờ. Hơi bắt sớm thôn vẹn. Hơi yếu lắm. Ít tiền. Ừ, phá tiếp nữa. Cứ giàu chứ tính sau. Anh có nhà một nhà đánh các ma này. Cứ vừa vào cộng một kinh tế chứ đã. Bắt Zoe để dần xoay rai nè. Cộng một loại kinh tế muốn chơi gì chơi. Bạn top 1 được 5 combo mực. Rồi 9 băng kiếm đâu ra đây. Có thế nhờ.
cái thú tượng chứ đi anh em ạ. Chứ biết gắn cái gì. Thực ra thì đấy, chứ mà cân bằng game sạc, cân bằng game trắng lắm. Luôn luôn có một cái mô típ cân bằng game theo kiểu là nớp một đội. Cân bằng theo cái kiểu là cân bằng theo tỷ lệ ở trên cái trang cập nhật ấy, cái trang thống kê ấy, đội hình nào được pick nhiều, đồ nào on top nhiều, đồ nào được được lắp nhiều là nớp đồ đấy, nớp đội hình đấy, không cần nhìn thấy kỳ một cái hệ quả đằng sau ạ. Cân bằng game chán lắm, các bạn đừng có hy vọng nhiều. Trước giờ Riot cân bằng toàn thế cứ dựa trên cái trang thông số ấy, giống như kiểu mọi người chơi game mà dựa trên mấy cái trang meta TFT, Apex nhiều, cái lõi này thay ở S hay là thay ở A, thay ở B thì ấy, y hệt. Riot cân bằng cũng y hệt như vậy. S thì nấp cũng phải xuống A. Cân bằng kiểu đấy là giống như kiểu cân bằng là chúng tôi đổi mới meta liên tục, cần các tuyển thủ thích nghi với meta nhanh. Thì bãi rác này nhảy sang bãi rác khác spam thôi, thích nghi mẹ gì, đúng không? Từ một bãi rác như thế này chúng ta nhảy sang bãi rác khác chúng ta spam. Đầu từ cái thời mùa 4 mùa 5 tới bây giờ rồi. Nó bắt đầu từ mùa 4 mùa 5 tới bây giờ nó vẫn cứ thế. Một cái mô típ từ mùa 4 mùa 5 tới giờ nó làm lại. Đi lại mà. Cân bằng. Kinh nghiệm làm game 200 năm. Cũng thế. Cái hướng nha, một phấn nào, hai là Rider. Ba là không còn một hướng nữa, còn hai hướng nữa, các ma băng, ma với lại đánh băng, để xem coi, để mình nhìn xem mình muốn nhốt đồ, biết nhốt đồ hay không. Đó là vì đá này, đó nhiều đá trả nhiều đồ thì mắc là nhiều đồ này. Đấy, còn game này là game nhốt đồ này, game nhốt đồ là bỏ các ma đi này. Cái game nhốt đồ như thế này đánh các ma lủng lắm, trả hai mặt là nhốt đồ hết đấy. Game chạy hai mặt là game nhốt đồ đấy các bạn ơi. Quên mất sao loại hai lợi nó có cái kia thì sao. Đó, thế nhỉ. Đến các ma game thì game nhốt đồ ít đồ lắm. Ít đồ á, không đủ đồ để đánh đâu. Thì bây giờ làm game chạy theo doanh số là chính mà các bạn. Game có thể đi xuống nhưng cái doanh số cứ đi lên là được. Hút máu là chính. Ngẫu nhiên này. Xem ra cái gì ạ? Chơi cho vui. Đánh các ma rồi. Hay là đánh Rai bảo hộ cũng được. Rồi đánh các ma sau chút bán số riêng quỷ thư này. Đi làm có cái hít kiếm cho Gwen hoặc Fiora. Đồ tăng thú tượng bảo hộ được rồi. Nhà cái kiếm là đủ đồ rồi. Thật cố nhặt một cái kiếm là đẹp rồi. Ma có đồ đốt máu rồi. Đi mà cút. Bạt carry á thì bạn chỉ có đánh cái lõi bảo hộ hổ báo thì bạt carry mới được, còn không thì bỏ đi. The answer lies within. Thằng nào ý kiến? Đứa nào? Bơi ra đây. Ý kiến không? Ý kiến đâu? Nào con nào ý kiến?
chơi rồi. Cuối ấn mà ấn thời không à? Tại sao? Ván nào cũng phải va nhau à? À, còn các ma luôn. Có cái đập đồ rồi. Mình cũng chưa biết làm sao. Ma này phải cầm thêm cái năn na so đấy. Nhưng quan trọng vẫn là đồ các bạn ơi. Vấn đề quan trọng nó vẫn là đồ. Đồ xấu cúp. Đồ hơi khó chơi nhỉ. Phải thế. Ma phải được Fiora với Gwen nữa cơ. Không thì phải có cái ấn thời không. À, có một cái loại áo tràng bạc cao tơ thời không đưa rồi kìa. Ok, đồ hợp lý đấy. Đợi lõi đi ở rôn lên em ơi. Tiết kiếm là cái chắc chắn rồi đúng không? Nhà top 1 này với cái mấy cái nhà pháo này ghét ôm luôn. Giờ chơi có nên ôm không mọi người? Nên chơi hát tí không? Ôm này, này. Ôm à, ôm này nè. Ván trước ông ôm mình hai con, ôm lại các bạn. Phải bạn. Ê, gặp ông ôm mình hai con. Rồi trưa nay ôm mình hai con virus ôm lại. Tứ phương mua phát Gwen 2 hay Fiora 2 sao lên cấp luôn á. Gamma Baba Su. Hôm nay cũng cầm một con và đốt hơi khó ba sao đấy. Tuyệt vời.
Đồ vẫn hơi nhót tí. Cái thú tượng ta mới nổi kìa. Đợi cái nhà này này, cái nhà này cúc con Fiora này đi thì mới roam mới dễ. Fiora ba hao ba xịn luôn sếp ơi. Cái giáp tí làm cái quyền năng nữa, hoặc là hai thú tượng cũng được anh em ơi, từ từ nhé. Trời ơi, máy cỡ lớn thì là ngon rồi. Lupin nhà này cũng phát roam luôn nhé. The answer lies within. Cấp Morgana đi, bế được cái gì thì bế. Mình lên được cấp nhé, cái này vô hết cỡ này. Nhà này cúp một cái đi. À, nhà này này cúp một cái đi. Ông này vẫn giữ được máu hay vậy ta? Ông cũng phèn á, mà vẫn giữ được máu à? Hay giọng đánh không hai thời không? Hay phải đánh hai thời không thôi. Đánh thời không có vẻ hơi lỏng. Đánh hai thời không không? Đánh hai thời không không mọi người? Đánh hai thời không thì đưa huyết kiếm con người quen cầm hoặc là con Morgana cầm. Thôi hai thể không đi anh em ơi. Thể không ngon. Chỉ có hên xui rô cái buồn eco thôi nhỉ. Là game này bú thôi, chỉ cần cái buồn eco thôi.
Rồng lên. Con này cúp một cái đi là mình roll được Fiora 3 dễ hơn. Cứ ai ôm, làm gì làm sao mà ôm được. Làm gì còn tướng đâu mà ôm. Làm gì còn tướng đâu mà nó bị ôm mà ăn. Hết tướng là lấy gì ôm. Đừng có Fiora chợ, đúng rồi, đừng có Fiora chợ về luôn dễ hơn. Liều thôi nhỉ, điều kiện win mà, là lên cấp cũng thêm gì đâu. Được video 2 cũng ngon. Được, coi như là roll được video 2. Ở lên cấp thì cùng lắm, thế là có thần chú thôi đúng không? Điều kiện mà top 1 ván này đều là phải 4 vàng 3 sao đúng không? Don't worry, I got this. Anh quái lên đi cô ông ta. Có quái kiếm bổ Neko. Quái ra Neko hoặc là qua quái cố kiếm buồn Neko thôi. Các con điều quen đánh bảo hộ mọi người. Để quen 2 rồi. Tháo Sojin cho Milio, ok luôn. Neko. Ui giời, Neko nhưng mà Neko nhỏ, không phải Neko to. Cài chịu à. Trốn đi đâu? Mày trốn đi đâu? Cố à? Vẫn thấy nó yếu thế nhở? Buồn lắm. Bây giờ lên cấp cũng thêm con gì nữa đâu. Được lắm, có thần súng ghẻ. Trời ơi, xin hai con tan mỗi con 1k mấy. Là Fiora 3 sao đó hả?
chia ra ba ba lốt đúng không? Ok, nhập kèo. Ba cái búa đập chơi. Nhà thợ kèn. À, thì qua chợ đi nhở, qua chợ làm bù kia không? Bù 5 vàng 3 sao không? Ít nhất là phải top 2 cái đã. Lấy cái top 2 đã. Rồi bắt đầu all in. Ôi mẹ ơi, con Fira nhìn nó nhót thế ta. Nhìn con Fira nhót thật sự luôn đấy. Thực sự là 4 vàng 3 sao đấy. Nên 5 cộng 2 led à. Cái Chase cái ngài ơi, để kênh chat bảo em bịp sếp ơi. Ok anh nhận rồi nhá. Không bịp không bịp. Để em tập trung luôn bùa đã. Đứng sau múa. Chiêu và chiêu và chiêu và chiêu. Double kill. Trận đấu nhân phẩm lên 4 số. Trận đấu nhân phẩm lên 4 số. Rồi nha. Rồi ông nào 4 vàng lên 5 vàng 50 này. Rồi, bạn nào kèo cũng thì trả tự giác đi nha. Trận đấu quyết định trận này nó là ai. Trận đấu quyết định lên 4 số. Rồi, anh em ở trên TikTok xem thấy hay thì nhớ ấy nha, nhớ để lại một team cái đã, hoặc là vô giỏ hàng ở góc trái bên trái của mình ấy, ủng hộ mình đón vặt nha.